Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày kỷ Mão tháng Kỵ Hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch hổ giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên ngũ về ngũ hành ngũ hành niêm mệnh thành đầu thổ ngày kỵ mão tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi quý dậu ất dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hải thìn, phá ngọ và tuyệt thân. vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân dậu, ất dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao âm đức tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa kỵ về lợp nhà sao đại hao tự khí quan phú, sáu mọi việc, sau nhân cách, sáu đối với việc giá tố thú, khởi tạo, sau huyền vũ, kỵ về an táng. Và đặc biệt, đó, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo dậu cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý đang cho rằng mình là người giỏi nhất và bạn thường tỏ ra coi thường bạn bè đồng nghiệp xung quanh không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác Bên cạnh đó, với bạn tuổi tí, dù là bạn có vị trí cao đi chăng nữa, bạn cũng cần phải chú ý hơn khi muốn góp ý cho ai đó. Đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời nói góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhức móc nhiều bạn tuổi tí nhé. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỳ mùng 5, 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy với bạn tuổi Tý không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Nếu như có việc cần thiết phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy thiêu hại thượng lạn ông hôm nay nhân thần nằm ở lòng bàn tay trước ngực và trong lòng ngực vì vậy với bạn tuổi tí nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa, châm chích ở tại vị trí này vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tầm nhìn xa trong rộng thông minh và nhanh nhẹn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên coi mình là trên hết đừng có xiêm thường mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa chú ý trong khi giao tiếp tránh sử dụng những từ ngữ nặng nề gây tổn thương lòng tự trọng. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, các điều này làm cho bạn những bạn làm nghề tự do, nhờ đó mà gặp được nhiều cơ hội làm ăn có tiện vọng trong ngày. Bạn mạnh tuổi xỉu có thể sẽ tìm được những mối khách hàng, đối tác làm ăn hứa hẹn và thu về lợi ích một cách nhanh chóng nữa. Bạn tuổi xỉu với bản tính ôn hòa, rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi với bạn tuổi xỉu cũng cần phải tiết chế sự khéo léo quá mức của mình Đừng có khiến cho người khác nghĩ mình giả tạo nhé Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ Đáng buồn là chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn Đôi bên có thể xảy ra tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng như là rất đơn giản Cả hai đều cần có thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và thông cảm cho nhau hơn nữa Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tìm được những mối làm ăn có triển vọng, đem lại lợi ích về kinh tế. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, mở rộng mối quan hệ làm ăn với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hại sống, thực hơn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất ý kiến với nhau và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 35 số 50 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội sẽ giúp sức cho bạn trong ngày hôm nay Bạn tuổi dần có đầu óc nhanh nhạy và điều đó phát huy được tác dụng đặc biệt khi giải quyết những công việc khó khăn, hóc búa Bạn tuổi dần luôn là người tin phong đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất nữa Ngày này với bạn tuổi dần, mối quan hệ xã giao của bạn mệnh cũng rất hài hòa, bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực. Bạn tuổi dần luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành sự nông nổi, đắc tội với bất cứ ai. Nhờ vậy mà, bạn là người đáng kính trong mắt nhiều người. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23, cho nên với bạn tuổi dần không nên tiến hành những công việc quan trọng nhé. Như thế là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng quan trọng. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc tiến trịnh rất thuận lợi. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có cách giải quyết cho mọi việc dù là khó khăn, từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ xã giao được thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, biết làm vừa lòng mọi người, không nông nội với người khác. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, nên sắp xếp thực hiện những công việc đúng theo kế hoạch. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 30, số 61, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mạo trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức. Cái điều này làm cho những bạn đang làm trong các ngành nghề như là nghiên cứu, khoa học, dịch vụ khẳng định được vị thế của mình. Với bạn tuổi mạo sẽ khiến cho nhiều người khâm phục và kính trọng nhờ vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình tuy nhiên với bạn tuổi mão trong ngày này bạn cũng cần phải thay đổi thái độ chủ quan và một khi bắt tay vào làm công việc gì đi chăng nữa bạn hãy cẩn trọng và chăm chỉ hơn đừng có cho rằng mình có tài thì làm như thế nào cũng được bởi nếu như bạn lơ là thì bạn vẫn sẽ dễ dàng mắc lỗi như bất cứ ai đó nhé và ngày này với ba tuổi mão á, nếu như có công việc cần phải đi xa thì bạn nên xuất hành thiêu giờ hoàng đạo và chọn những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt trong ngày đó là hị thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đặc biệt á, trong ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy với bạn tuổi mão không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày để tránh gặp phải những chuyện không mong muốn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy khẳng định được vị thế của bản thân trong công việc, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người hơn, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chú tâm hơn trong công việc, chớ có lơ là, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc dễ mắc phải sai sót nên cẩn trọng hơn khi giải quyết bất cứ công việc gì. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ít gặp phải rắc rối trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn đang phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết và trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn bạn không những không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh mà thậm chí còn bị phản đối một cách quyết liệt nữa và với bà tuổi thìn, khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn có thể sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Xong, cùng với đó, bạn cũng nên xem xét lại bản thân mình và có kế hoạch của mình, xem nó liệu đã phù hợp hay là chưa, vì sao mà mọi người lại cảm thấy không thuyết phục như vậy. Ngày thứ bảy này, với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ, cái điều này làm cho bạn nhận thấy là cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia dù là vợ chồng nhưng chưa thực sự thấu hiểu được nhau và khi trò chuyện hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến vô tình nói ra những lời tổn thương nửa kia và với bạn tử thìn hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đi mà từ từ chỉnh sửa nhé Vậy tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xảy ra tranh chấp trong họa hàng người thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ, hãy xem lại bản thân mình. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất chi là yên bình và ổn định. Bạn tuổi tỵ, bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng mình. Đây chính là điều giúp cho vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và tương lai. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với những người khác giới. Bạn không còn bị động nữa, mà dần chủ động hơn. Nếu có thiện cảm với người khác, bạn biết rằng mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó đến với mình như vậy được. Đáng tiếc là, về phương diện sự nghiệp, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp, Bản mệnh không nên quá cứng đầu, cứng cổ, hãy bình tĩnh trao đổi thì mới mong đạt được sự thống nhất về quan điểm trong làm việc bản tuổi uh, Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, luôn cố gắng mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc dễ vướng vào cảnh, mâu thuận với đồng nghiệp, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hãy thử lắng nghe và tiếp thu quan điểm của người khác xem sao. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 90, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. các điều này cảnh báo cho bà tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay. Dù bản mệnh đang có dư giả đi chăng nữa thì việc chi tiêu không nên phung phí, nếu như phung phí sớm muộn gì cũng nhanh chóng trắng túi mà thôi. Và ngày này đối với những bạn đang làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, đầu tư thì cần phải bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này bạn ít gặp được đối tác đáng tin cậy trước mắt bạn hãy cứ kìm chế bình tĩnh về túi tiền của mình cái đã. Và ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang rất hòa hợp, yêu thương và quý trọng nhau. Và dù bạn đã kết hôn từ lâu hay là đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng về cảm xúc, tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy nữa. Xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, Vì vậy với bà tử ngọ, không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để tránh những chuyện không hay xảy ra với mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chú trọng trong việc chi tiêu, chớ có tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 33 số 58 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cá tường màu tím màu da cam quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tốt tuổi mùi Từ vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang có được báo hiệu tiến triển tương đối là tốt nhờ có sự nâng đỡ của ngũ hành tam hợp phù trợ. Tuy nhiên, trong quá trình lập ra kế hoạch, bạn cần phải đánh giá sát thực với năng lực của bản thân mình, tình hình thực tế chính xác hơn thì mới mong đạt được kết quả cao. Và rất may mắn là bạn tuổi mùi trong ngày này sẽ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể giúp cho bạn xác định được hướng phát triển trong tương lai hoặc là giải quyết những rắc rối hiện tại mà bạn đang gặp phải. Bạn cũng cần phải tích cực học hỏi những điều này từ người ấy nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc cho nên thường thiếu đi sự quan tâm tới gia đình của mình. Bạn đừng có tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy bởi cả hai đã là vợ chồng rồi thì đều cần phải có trách nhiệm để xây dựng mái ấm gia đình bạn tuổi mùi nhé. Vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải xác định rõ khả năng của mình. Hãy đặt ra mục tiêu xa vời hơn. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Và đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 26, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn gặp được nhiều may mắn trên phương diện tài lộc ngày hôm nay và ngày này nếu như bạn làm ăn kinh doanh buôn bán có thể sẽ kết giao được với nhiều người bạn mới mở rộng quy mô về kinh doanh buôn bán hoặc là kinh doanh về sản xuất giúp lợi nhuận ồ ạt đổ về và ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng sẽ nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nhờ ngành nghề tay trái hoặc là công việc làm thêm. Và bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng và mọi người đã rõ bạn đã làm được những gì nữa rồi. Trong ngày thứ bảy này, với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cũng cho thấy chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình và bạn chớ nên vì điều ấy mà làm thất vọng, nội nóng hoặc là nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, thích hợp mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, lợi nhuận ồ ạt đổ về, có khả năng phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ với tuổi giàu, thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu bạn là người vốn nhạy biến và dội ứng biến. Tuy nhiên trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu, các điều này làm cho bạn đang quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai trên phương diện tình cảm với bạn tuổi giàu được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã tìm được nửa kia phù hợp với mình rồi, thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với những người khác, đừng có để cho bản thân mình xa ngã. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đò đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy, với bạn tuổi dậu không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bạn tứ dậu đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Đại Hao, sao Nhân Cách, sao Huyền Vũ. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trong ngày. Nếu như có việc bất đắc dĩ phải đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Đông Bắc và Tài thần, hướng chính Nam để hạn chế rủi ro xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người xung quanh, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, được nhiều khác giới để ý, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, thể hiện được quyền uy của mình, được người khác nệ trọng. Và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 55, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021, xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ, các điều này cho thấy đối với những bạn làm ăn kinh doanh sẽ được thuận lợi hơn và hôm nay nếu như bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư hợp tác có giá trị sẽ giúp cho bạn cải thiện được tình hình về tài chính một cách nhanh chóng nữa. Có điều với bạn tuổi Tuất trong ngày này, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song với bạn đừng có lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp lím đi những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ hoặc là đã làm sai. Việc này không chỉ khiến cho bạn ngày càng tụt lùi mà còn có thể làm ảnh hưởng tới cả công việc chung nữa và xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn với nữ kia có thể đang có bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận sau chớ nên nói dài nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy sẽ phản tác dụng nhá về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác có lợi từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội không nên chần chừ do dự từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố tình chia giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 16, số 94, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hỏi đang gặp được ngày của thủy sinh cho mộc vượng cái điều này làm cho những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá yên bình và nếu như có vấn đề gì xảy ra các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân rất có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới và con người không có ai là hoàn hảo cả bạn trở nên kiến cá chọn canh hãy có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ các điều này sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến trị khá khả quan với bạn tuổi hợi hãy giữ vững về tinh thần làm việc nghiêm túc có trách nhiệm có mục tiêu định hướng rõ ràng bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng nhé Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang quản độc thân, nhận được nhiều sự săn đón của những người khác giới. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy mở rộng lòng mình với mọi người, đừng quá mức sôi mối. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, công việc có được những bước tiến tiện khả quan. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 58, số 67, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tít like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.